Alexandre Arnault là con trai thứ ba của tỷ phú Bernard Arnault, người sở hữu tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH. Khối tài sản thuộc về ông Bernard Arnault ước tính lên đến 181,7 tỷ đô la Mỹ, giúp ông đứng thứ ba trong danh sách người giàu nhất thế giới, chỉ sau Jeff Bezos và Elon Musk. Ở tuổi 72, ông Bernard vẫn chưa cho thấy dấu hiệu nghỉ hưu. Tuy nhiên, trong bối cảnh tuổi ông ngày một cao và đế chế LVMH vẫn đang mở rộng, câu hỏi về người thừa kế LVMH đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Tỷ phú người Pháp có 5 người con và hầu như mỗi người đều đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong tập đoàn. Con gái lớn Delphine, 46 tuổi, đang giữ chức phó chủ tịch điều hành hãng Louis Vuitton. Con trai thứ hai, Anthony, 44 tuổi, là CEO hãng Berluti, chủ tịch hãng Loro Piana và là người đứng đầu mảng truyền thông tại LVMH. Con trai thứ tư, Frederick, 26 tuổi, được bổ nhiệm làm CEO hãng Tag Heuer vào năm ngoái. Tuy nhiên, trong tất cả năm anh chị em, Alexandre Arnault, 29 tuổi, tỏ ra là ứng cử viên tiềm năng hơn cả. Anh được cha trao cho vị trí CEO hãng vali hàng hiệu Rimowa và phó chủ tịch điều hành Tiffany, thương hiệu vừa được bổ sung vào đế chế LVMH sau vụ sáp nhập đình đám trị giá 16,2 tỷ đô la Mỹ hồi cuối năm 2020. Vậy điều gì khiến giới chuyên gia tin rằng Alexandre Arnault mới là người được ông Bernard tin tưởng trao lại LVMH, chứ không phải là hai người con lớn tuổi đã có nhiều kinh nghiệm? Alexandre Arnault là ai? Người con trai thứ ba của ông Bernard Arnault cao dong dỏng, ốm kiểu thư sinh, luôn ăn nói nhỏ nhẹ và ân cần. Anh thường xuyên xuất hiện trong bộ suit lịch lãm của Dior cùng giày Berluti cổ điển. Thoạt nhiên, bạn có thể sẽ đoán rằng Alexandre cũng như bao cậu quý tử sinh ra trong gia đình giàu có. Thời trung học, Alexandre không theo học trường quốc tế danh tiếng, mà anh chọn theo trường Lycée Louis Le Grand, một trường điểm ở quận 5 Paris. Là trường công nên học phí tại đây miễn phí. Quy tắc lựa chọn học sinh hoàn toàn dựa theo điểm số. Sau trung học, Alexandre đăng ký ngành học khoa học kỹ thuật tại trường Telecom Paris, một trong những trường đại học tốt nhất nước Pháp, nhưng anh muốn đạt được nhiều thành tích hơn chỉ đơn giản là học. Alexandre xin phép được nhập tất cả các lớp học lại vào chung một ngày trong tuần, để 4 ngày còn lại anh có thể đi làm. Suốt 3 năm từ 2013 đến 2016, Alexandre giữ thời gian biểu kín mít. Trong 4 ngày làm việc, anh tham gia bộ phận công nghệ mới tại Group Arnault, công ty đầu tư tài chính của gia đình Arnault. Ngoài ra, Alexandre cũng bắt đầu theo chân bố, ông Bernard, để làm quen với công việc tại tập đoàn LVMH. Cả thế giới lần đầu tiên để ý đến Alexandre Arnault vào năm 2017 khi anh cùng bố Bernard đến Mỹ để gặp gỡ Tổng thống Donald Trump và thảo luận những kế hoạch của tập đoàn LVMH tại đất Mỹ. Ông Bernard đã chọn Alexandre mới chỉ 25 tuổi, thay vì hai người anh chị Delphine hay Anthony đã có nhiều năm kinh nghiệm tại LVMH. Lớn lên trong gia đình LVMH, Alexandre được tiếp cận với những người nổi tiếng và những ông trùm kinh doanh từ sớm. Chàng trai 29 tuổi có mối quan hệ thân mật với những người nổi tiếng hàng đầu thế giới như David Beckham, Rihanna, Bella Hadid, Jay-Z. Anh cũng quen biết với nhiều tỷ phú giới công nghệ như Jeff Bezos, Warren Buffett hay Ivan Spiegel. Thành công tại Rimowa. Năm 2016, Alexandre thuyết phục cha mình mua lại hãng vali Rimowa với giá 717 triệu đô la Mỹ. Ngay lập tức, anh gia nhập hội đồng quản trị thương hiệu với tư cách đồng CEO ở tuổi 24. Ở thời điểm đó, anh chỉ có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty tư vấn McKinsey và công ty đầu tư KKR. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, dưới sự lãnh đạo của Alexandre, giá trị Rimowa tăng trung bình 20%. Hãng tung ra loạt sản phẩm kính râm, ba lô mới và đồng thời mở thêm cửa hàng tại những thành phố đắt đỏ như New York, Berlin. Không dừng lại ở đó, nhờ cuộc đàm phán giữa Alexandre và Virgil Abloh, người sáng lập của hãng thời trang Off-White, hai hãng hợp tác ra mắt Off-White x Rimowa. Những chiếc vali nằm trong bộ sưu tập này có giá đến 1.200 đô la Mỹ, tuy nhiên nhanh chóng bán hết chỉ trong vòng một tuần sau khi ra mắt hồi năm 2018. Bài kiểm tra khó khăn tại Tiffany. Sau thành công ban đầu tại Rimowa, Alexandre được cha tin tưởng giao quyền tại Tiffany. Đây là thương vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay của LVMH, đồng thời cũng là thương vụ sáp nhập lớn nhất từng được thực hiện trong ngành hàng xa xỉ. Ngoài ra, LVMH đang có kế hoạch dành toàn bộ nguồn lực quảng bá cho Tiffany trong thời gian tới, theo giám đốc tài chính tập đoàn Jean-Jacques Guyani. Điều này cho thấy, Tiffany hiện đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đế chế vô vàn những thương hiệu xa xỉ mà LVMH sở hữu. Trước khi được LVMH mua lại, hãng trang sức Mỹ đang lâm vào khủng hoảng khi có đến 45% doanh thu đến từ dòng trang sức giá trung bình chỉ dưới 530 đô la Mỹ. Chỉ sau 6 tháng nhậm chức, Alexandre đã mang đến một làn gió mới cho Tiffany bằng phương thức truyền thông táo bạo nhưng mới mẻ và hiệu quả.
Vị phó chủ tịch 29 tuổi chỉ đạo Tiffany hủy hợp đồng quảng cáo in hàng ngày trên tờ The New York Times sau hơn 30 năm để dùng tiền cho quảng cáo kỹ thuật số. Tiếp đến, Tiffany gây tiếng vang lớn tại lễ trao giải quả cầu vàng hồi tháng 3 năm nay sau khi hợp tác cùng hai sao lớn Hollywood là Gal Gadot, Anya Taylor-Joy. Không dừng lại ở đó, dưới sự dẫn dắt của Alexander, hãng bổ nhiệm thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Blackpink Rose làm đại sứ toàn cầu. Động thái giúp Tiffany tiếp cận gần hơn với thị trường châu Á sau một thời gian dài tụt hậu so với đối thủ Cartier. Người thừa kế tập đoàn LVMH. Những thành tựu Alexander Arnold đạt được tại Rimowa trong chỉ 2 năm vừa qua rất đáng ngưỡng mộ, nhưng thị trường Bali khá nhỏ so với những thị trường thời trang và làm đẹp khác. Tuy nhiên, Alexander còn cả chặng đường dài. Chàng trai chưa đến 30 tuổi này chắc chắn sẽ được bố Bernard đào tạo bài bản như hai anh chị Anthony và Delphine ở những vị trí nhiều trọng trách hơn tại nhà LVMH. Trong cuộc chiến giành quyền kế vị đế chế xa xỉ lớn nhất thế giới, ở bên ngoài, Alexander có vẻ như là kẻ yếu thế khi trẻ và ít kinh nghiệm hơn hai anh chị Delphine và Anthony. Tuy nhiên, thay vì hai người con cả, nhiều chuyên gia trong ngành vẫn đặt cược niềm tin vào Alexander và người con trai thứ tư Frederick hơn. Nếu Bernard muốn LVMH được điều hành bởi một người giống ông ấy về mặt tính cách, đó sẽ là Frederick. Nếu ông ấy muốn một sự táo bạo cuốn hút, người được chọn sẽ là Alexander, một chuyên gia giấu tên nói với tờ SCMB.